Sau khi viết xong phần đầu của Harry Potter vào năm 1995, J.K. Rowling gửi tới 12 nhà xuất bản và nhận lại đủ 12 cái lắc đầu ngán ngẩm. Hai năm sau đó, nhà xuất bản Bloomsbury mới chấp nhận xuất bản cuốn sách với số lượng khiêm tốn 1.000 bản. J.K. Rowling không hề biết rằng đó chính là dấu mốc thay đổi cuộc đời bà, một bước lên tiên đưa bà mẹ độc thân trở thành nữ tỷ phú đầu tiên nhờ cây bút và trí tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, ít ai biết lịch sử đó suýt chút nữa đã không xảy ra nếu không nhờ công một cô bé 8 tuổi, fan nhí đầu tiên của Harry Potter, và tình cờ rằng cũng chính là con gái của chủ tịch Bloomsbury. Câu chuyện về cuộc đời nữ nhà văn J.K. Rowling cũng ly kỳ hấp dẫn như chính bộ tiểu thuyết chứ danh mà bà đã sáng tác ra. Những năm đầu đời. Buổi lễ khai giảng tại Đại học Harvard năm 2008 có một vị khách mời đặc biệt. Nữ nhà văn J.K. Rowling, người khai sinh ra tượng đài giả tưởng Harry Potter. Bà bước lên bục thật khoan thai và cất lời. Tôi tin chắc rằng điều duy nhất tôi muốn làm là viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, cả cha mẹ tôi đều xuất thân nghèo khó và không ai từng học đại học. Họ cho rằng trí tưởng tượng quá phong phú của tôi sẽ không bao giờ giúp tôi trả nổi tiền thế chấp hay đảm bảo lương hưu. Và lịch sử đã chứng minh họ thực sự đã sai lầm. J.K. Rowling, tên thật là Joanne Rowling, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965 tại Yate, một ngôi làng nhỏ ở biên giới Anh và xứ Wales. Thời nhỏ, bà thường tự sáng tác chuyện kỳ ảo rồi đọc cho cô em gái Diane nghe. Theo lời nữ nhà văn, bà viết câu chuyện đầu tiên của mình khi 6 tuổi về một con thỏ tên là Rabbit. Và khi 11 tuổi, bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên về 7 viên kim cương bị nguyền rủa và những kẻ sở hữu chúng. Rowling trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm vì cuộc sống gia đình phức tạp, phần lớn bởi mối quan hệ căng thẳng với ông bố James, người mà Rowling đã đoạn tuyệt từ lâu. Rowling theo học trường tiểu học St. Michael do Alfred đang làm hiệu trưởng, người được cho là hình mẫu của nhân vật Albus Dumbledore trong Harry Potter. Rowling là một học sinh không mới nổi bật, tính cách trầm lặng, có phần thu mình và ra dáng một mọt sách chính hiệu. Dù không mấy để tâm tới chuyện học hành, bà rất cư muốn anh văn, và vào thời gian rảnh, cô gái trẻ vùi đầu trong những ám văn diệu kỳ của Dickens và Tolkien, các tiểu thuyết gia đại tài, ươm mầm khả năng viết lách cho Rowling trong quãng thời gian này. Bị đánh rớt khỏi Oxford, bà chuyển hướng qua Đại học Exeter. Bà tốt nghiệp bằng cử nhân tiếng Pháp tại đây và đã có dự định nhận một công việc văn phòng bình thường. Tuy nhiên, Rowling quyết định dọn tới ở với bạn trai tại Manchester. Và bạn nghĩ, bao giờ thì cuốn tiểu thuyết Harry Potter xuất hiện? Harry Potter ra đời. Trong một lần ở trên chuyến tàu bị trễ giờ từ Manchester đến London King's Cross vào năm 1990, nữ văn sĩ đã nảy ra ý tưởng hoàn chỉnh về một cậu bé theo học trường phép thuật. Cậu bé tới lúc này vẫn chưa có tên. Điều ngạc nhiên đó cũng là lần hiếm hoi Rowling ra khỏi nhà mà không có bút trong tay. Bởi vậy, ngay khi đặt chân tới căn hộ, Rowling viết không ngừng nghỉ. Bà dành hẳn 5 năm sau đó để lên kế hoạch tỉ mỉ cho toàn bộ loạt truyện, xây dựng thế giới phép thuật và những nhân vật trong đó. Thời gian này, Rowling cũng hứng chịu cú sốc đầu đời khi mẹ bà qua đời sau một thập kỷ chống chọi với bệnh đa xơ cứng. Cái chết của mẹ đã thôi thúc Rowling viết nhiều hơn nữa. Và cứ thế, từng chương một của Harry Potter được thảo ra giấy rồi gõ lại bằng chiếc máy đánh chữ thủ công cũ. Nhưng rồi, một cú sốc nữa lại tới. Lần này, mọi khổ đau xuất phát từ chính quyết định của bà. Sau khi tình cờ đọc được một quảng cáo trên tờ The Guardian, Rowling bay tới Bồ Đào Nha, nhận làm gia sư dạy tiếng Anh. Tại đây, bà gặp gỡ và nhanh chóng kết hôn với George Arantis, một phóng viên bản xứ. Cặp đôi có với nhau một thiên thần nhỏ, cô bé được đặt tên là Jessica. Tuy nhiên, đó không phải là một cái kết đẹp, bởi chỉ 4 tháng sau đó, cặp đôi chia tay khi đứa con còn đỏ hòn, bởi một lý do rất đơn giản. Arantis là một gã tồi, hắn đánh đập, nạt nộ Rowling không thương tiếc. Arantis bỏ đi, để lại Rowling vật lộn chăm sóc đứa con gái bé bỏng. Cuộc sống bế tắc, ở lưng chừng tuổi trẻ, nhanh chóng vắt kiệt sức của bà mẹ đơn thân. Rơi vào khủng hoảng, Rowling nghe theo lời em gái, ôm theo con nhỏ cùng chiếc vali, trong đó có 3 chương của Harry Potter, chuyển tới Edinburgh, Scotland để làm lại cuộc đời. Thử thách chất chồng. Hôn nhân tan vỡ, thất nghiệp, có một đứa con còn đang ẵm ngửa, cuộc sống của Rowling tại vùng đất mới không khá hơn là bao. Trở thành nhân vật chính trong tấn bi kịch của đời mình, bà mất ăn mất ngủ vì trầm cảm, từng có ý định tự tử. Song, bằng một nghị lực nào đó, bà vẫn gắng gượng, cầm bút viết tiếp cuốn sách đang dang dở. Mặc dù chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao, không một dấu hiệu rằng những thứ bà đang làm sẽ nuôi sống hai mẹ con. Nhưng đó có lẽ là mục tiêu duy nhất kéo bà về phía trước.
Rowling thường xuyên lui tới quán của em rể bà và tranh thủ viết lách trong khi bé Jessica ngủ trong xe đẩy. Cứ thế tới tháng 8 năm 1995, bản thảo của Harry Potter chính thức được hoàn thành. Sau khi hoàn tất bản thảo, Rowling gửi 3 chương đầu cho một số công ty đại diện. Duy nhất một người viết thư yêu cầu xem phần còn lại. Nhưng một thôi cũng là quá đủ. Đó là lá thư tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được trong đời, Rowling kể. Tuy nhiên, tìm nhà xuất bản cho Harry Potter là một hành trình còn gian nan hơn. Ban đầu, cuốn sách được Christopher Little, người đại diện của J.K. Rowling, đệ trình tới 12 nhà xuất bản và nhận lại 12 cú lắc đầu ngán ngẩm. Thời điểm đó, không ai nghĩ một cuốn sách thiếu nhi lại làm nên trò trống gì cả. Trẻ con đã có quá nhiều thần thoại, chuyện cổ tích và ngụ ngôn để nghe trước khi ngủ rồi. Ai lại ôm mộng thành danh với nghề viết chuyện thiếu nhi cơ chứ? Vậy, mọi thứ đã diễn ra như thế nào? Lời cảm ơn tới Alice Newton. Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với J.K. Rowling khi nhà xuất bản Bloomsbury đồng ý cho in 1.000 bản. Câu chuyện đằng sau nghe như một kỳ tích. Nigel Newton, chủ tịch của Bloomsbury bấy giờ, là người nhận bản thảo cuốn sách. Ông không đọc mà mang về nhà, sau đó đem cho cô con gái Alice 8 tuổi đọc và đánh giá. Alice đọc ngấu nghiến chương đầu của cuốn sách và ngay lập tức đòi đọc chương tiếp theo. Nigel thấy thế cũng nhắm mắt cho qua, chấp nhận xuất bản cuốn sách dù không thấy triển vọng là bao. Lịch sử chứng minh 1.000 cuốn sách là con số quá nhỏ bé với những gì Harry Potter có thể đạt được. Nigel Newton đã sai lầm khi chỉ làm cho có, nhưng nghe theo phản hồi của cô con gái lại là một quyết định đúng đắn, vô cùng đúng đắn và là một quyết định sinh lời. Sau gần 2 năm chật vật, thì vào tháng 6 năm 1997, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy dưới cái tên J.K. Rowling, chữ K là viết thắt của Kathleen, tên bà nội của Rowling, ra mắt độc giả với số lượng vỏn vẹn 500 bản bìa cứng cho loạt ấn hành đầu tiên, trong đó có 300 cuốn được phát hành đến các thư viện. 5 tháng sau, cuốn sách đem về cho Rowling giải thưởng Smarties đầu tiên trong sự nghiệp do chính trẻ em bình chọn. Qua đó, tên tuổi của cậu bé Harry Potter ngày càng vang xa. Một tờ báo tại Scotland nói cuốn sách của Rowling đang trở thành kinh điển, và đúng là như vậy. Một phiên đấu giá diễn ra vào tháng 10 năm 1998, đưa bản quyền xuất bản cuốn sách về tay Scholastic, một công ty xuất bản nổi tiếng tại Mỹ, với số tiền lên tới $105,000. Nhờ thương vụ nằm ngoài dự tính trên, cuốn sách nhanh chóng được lên kệ khắp các hiệu sách nước Mỹ. Và chủ nhân của nó, bà Rowling, có thể tạm gác những lo âu cơm áo gạo tiền và chuyên tâm hơn vào sự nghiệp viết lách. Chính tại thời điểm này, cuộc đời nữ nhà văn đã thay đổi mãi mãi và chính những cuốn sách cũng có đời sống riêng của nó. Làm nên lịch sử. Đều đặn sau đó, cứ 2 năm một tập mới của Harry Potter lại lên kệ và cháy hàng ngay lập tức. Phần 4 của loạt truyện Harry Potter và chiếc cốc lửa đã bán được 3 triệu bản trong vòng 48 tiếng đầu tiên. Riêng phần 5 là một ngoại lệ khi Rowling bắt độc giả phải chờ tới 3 năm để được đọc. Nhiều người đã đồn đoán nữ tác giả đang rơi vào giai đoạn writer's block, nói đơn giản là đang cạn kiệt ý tưởng để sáng tác. Rowling đã phản bác tin đồn này và tự chính cuốn sách cũng chứng minh được nó xứng đáng tới từng câu, từng từ so với khoảng thời gian chờ đợi kia. Không giống với mô típ đầu voi đuôi chuột thường thấy, loạt Harry Potter càng về cuối càng đắt khách. Cuốn thứ 6 bán được 9 triệu bản chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi xuất bản, tự phá vỡ kỷ lục trước đó của phần 4. Màn kết ngọt ngào hơn cả, Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần ra mắt năm 2007 lại vượt qua kỷ lục của các phần trước, trở thành cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Vào thời điểm bộ sách được đặt dấu chấm hết tại khách sạn Balmoral, Edinburgh, J.K. Rowling đã sống với Harry được 17 năm. Loạt phim Harry Potter. Tháng 10 năm 1998, Warner Bros. Chi hàng triệu đô la để mua quyền sản xuất nhằm chuyển thể hai cuốn đầu Harry Potter lên màn ảnh rộng. J.K. Rowling đã trực tiếp tham gia vào khâu viết kịch bản và thậm chí tuyển chọn diễn viên. Một giai thoại thường được nhắc tới khi nói về vấn đề này là việc Rowling yêu cầu tất cả các diễn viên đều phải là người Anh. Tuy nhiên, có nhân nhượng với các diễn viên đến từ Ireland. Ban đầu, đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg, người đứng đằng sau tượng đài Hàm Cá Mập, công viên kỳ Jura, được nhắm tới. Song, ông đột ngột rút khỏi dự án vì lý do đã chán ngán việc làm phim để kiếm tiền. Cuối cùng, quyền bấm máy thuộc về Chris Columbus. Harry Potter hiện nay là thương hiệu trị giá hàng tỷ đô, một vũ trụ giả tưởng lôi cuốn khán giả mọi lứa tuổi và song hành cùng thành công của nó. J.K. Rowling
chính thức trở thành tỷ phú viết sách đầu tiên trong lịch sử. Tiền bản quyền phim đem về cho bà nguồn thu khổng lồ, đưa tên tuổi bà vào hàng ngũ những người giàu có nhất nước Anh. Tuy nhiên, Rowling cho đi phần lớn lợi nhuận làm từ thiện và sống giản dị bên gia đình nhỏ của mình. Sự nghiệp hậu Harry Potter. Sau khi đặt bước khép lại hành trình của cậu bé Harry Potter, J.K. Rowling quyết định chuyển từ viết sách cho thiếu nhi sang tiểu thuyết của người lớn, lấy bối cảnh là thế giới thực, cuốn The Casual Vacancy được xuất bản năm 2012 và lên sóng truyền hình năm 2015. Tiếp đó là bộ sách tiểu thuyết tội phạm mà Rowling sử dụng bút danh Robert Galbraith vào năm 2013. Tất cả đều được BBC và HBO chuyển thể trên bàn truyền hình. Năm 2016, nữ văn sĩ lên đường trở về với thế giới phù thủy. Bà hợp tác với nhà viết kịch Jack Thorne đưa câu chuyện về Harry Potter lên sân khấu. Vở kịch được công chiếu ở London, theo sau là Mỹ và Úc. Rowling cũng là người đứng sau viết kịch bản cho bộ phim Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, ra mắt năm 2016. Phần tiền truyện cho thấy những gì đã xảy ra trước khi các sự kiện trong Harry Potter bắt đầu. Phần 2 và phần 3 của loạt phim này lần lượt được ra mắt sau đó vào năm 2018 và 2022. Vào năm 2020, Rowling phát hành thiên truyện cổ tích hoàn toàn miễn phí The Echo Box như một món ăn tinh thần dành tặng trẻ em, cha mẹ phải ở nhà trong thời gian phong tỏa vì Covid-19. Cuốn sách được hưởng ứng nhiệt liệt và đã được xuất bản thành sách dưới 26 thứ tiếng. Rowling dùng tiền quyên góp để xuất bản và lợi nhuận bán sách được gửi tới các tổ chức từ thiện hỗ trợ Covid-19 ở Anh và quốc tế. Bà thành lập quỹ Volun nhằm giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên gặp nguy hiểm. Sáng lập tổ chức từ thiện trẻ em quốc tế Lumos với sứ mệnh giúp mọi trẻ em trên toàn thế giới được lớn lên trong mái ấm tình thương, được gia đình hỗ trợ để phát triển. Hiện nay, bà sống ở Scotland cùng gia đình và hai chú chó, tự viết cho mình cái kết đẹp ở nửa sau cuộc đời. Mỗi quyết định đúng sai đều có tính thời điểm. Chẳng ai biết thành công sẽ đến lúc nào. Tuy nhiên, hãy quyết định tiến về phía trước dù chỉ chút một. Giống như cái cách Rowling lầm lũi đánh ra từng con chữ của mình. Nhớ subscribe và bấm chuông theo dõi mọi kiến thức của WeStudy để bất cứ nội dung nào chúng ta cũng có thể tìm thấy nhau bạn nhé.